Chương thứ sáu là bất tư nghị đây nè. Bây giờ ông Xá Lợi Phất thấy trong tịnh thất không có giường, cũng chẳng có chiếc ghế nào, ông bèn khởi ý nghĩ: tịnh thất trống trơn như thế này, chư Bồ Tát và các thân văn chúng rồi sẽ ngồi vào đâu? Cái câu này là nhắc lại cái chương trước, cái chương năm mà Bồ Tát Văn Thù đi thăm bệnh, thì trong đó có cả mấy ngàn đại chúng tùy tùng cùng đến cái thất của ông Như Bác. Cho nên là coi trên câu này là nhắc lại cái lúc mà mới vào, đại chúng mới vào tỉnh thất, thì ông Xá Lợi Phất nghĩ rằng đại chúng rồi sẽ ngồi vào đâu? Biết ý nghĩ của ông Xá Lợi Phất, trưởng giả Di Ma Cật hỏi: thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Này, hỏi câu đó là kẹt dữ lắm nữa, kẹt cái trung chúng này dữ lắm mà. Tôi có nghe có Phật tử thỉnh thoảng nói với tôi, nó có vị nghĩa là lẽ ra thì ai tới trước là ngồi trước, ai tới sau ngồi sau mới phải, nhưng mà có vị tới rồi lấy bóp rồi lấy giấy gì bỏ để cùng tùm lum ở trên, làm cho những người nghĩa là người ta đến lẽ ra người ta có phần ngồi đó mà lại người ta không được ngồi. Thì cái việc đó thì tôi nói là chúng để ý đó. Ta học tập những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, chứ không phải là ta học những cái gì ghê gớm lắm đâu. Vì pháp mà đến hay vì tôi ngồi mà đến? Đây, cho nên tôi nói với đại chúng là cái này là sự thật mà, vì tôi thâm nhiễm những kinh điển này rồi. Cho nên là tôi đi đám mà này đám kia đám nọ mà thỉnh thoảng có đi đó mà, tôi phải tự uống nắng, tự răng nhắc mình trong cái việc mà cái chỗ ăn và cái chỗ ngồi đó. Nếu chỗ ngồi tốt thì cũng tốt, mà chỗ ngồi không tốt thì đừng có khởi một cái ý niệm buồn chán chấp cứ mà nó hủy hoại cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của mình đó nha. Cho nên là ta tập ngồi dưới và đi sau là một điều tốt đó. Điều này điều tôi có nói với đại chúng rất là thường, nói vậy phải để khoe mà là nhắc cùng toàn thể đại chúng, chúng ta nên tập cái đó. Các vị địa vị của các vị ở thế gian thì các vị phải ăn trên ngồi trước, cái điều đó các vị mong muốn thì điều đó tôi cũng dám nói vậy đó. Các vị là quan, là quyền, là địa vị, là chức tước, là sang trọng thì các vị phải ăn trên ngồi trước thôi. Nhưng mà còn trong cái lĩnh vực tu hành, nếu chúng ta còn cái đó là chúng ta lỗ lã thôi, không lẽ trên trong việc tu hành nó là cái chướng ngại trong việc tu hành. Cho nên phải tập lại Phật, đừng chen chúc lại trước, đừng chen chúc lại giữa để cho trúng Phật. Nếu cái tâm mình buồn giận rằng tại sao mấy bà kia mặc áo không đẹp, mà thậm chí hơi không được thơm tho, mà lại chen vào trước giữa Phật, còn tôi mặc áo đẹp như thế này, mùi thơm sực nức mà tôi không được lại trước Phật, tôi nổi giận lên là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Chứ lại ngay giữa ông Phật chánh điện, có khi cũng không trúng Phật, mà có khi là mình không lại ông Phật ở trong chánh điện, hoặc là mình đứng bên bìa chéo, hoặc là còn ở ngoài thật xa, ở ngoài mấy hương đi nữa mà mình lại vẫn trúng Phật, với cái tâm của mình thật là giải thoát, thật là an lạc, lòng từ bi hỷ xã của mình rộng mở ra, thì đứng ở đâu lại ở đâu, thậm chí không lại được, một cái gật đầu, một cái mặc niệm cũng được gặp Phật. Cho nên cái này là cái học khó của đạo Phật là ở chỗ đó, chứ không phải học nhiều. Học nhiều kinh người ta bao nhiêu mà sao hết. Dạ lại nữa, nếu mà cần nhiều thì chẳng lẽ cuộc đời Đức Phật chỉ nói có bao nhiêu tâm bộ ở trong phủ đó thôi hay sao? Trí tuệ của Phật là vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên, là chẳng lẽ ngài nói như đó đủ rồi à? Không phải đâu, không phải học nhiều đâu. Học nhiều là tốt, nhưng mà vấn đề là từng món một phải lên mà thực hành. Cho nên là cái câu đó mà đại chúng ở đây là nghe kinh lâu đó nha, mà cũng còn khắc phục cái đó chưa nổi đó. Các ngài vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì chỗ ngồi mà đến. Vậy sao để giấy chi? Sao để giấy cho giấy chi? Ta là cái đó là thế nữa, nó đang tù lên trên cả đám nha. Cho nên cái đó là cũng là một cái bình thường của thường tình, nhưng mà nó mới là tội lỗi gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà trên cái phương diện tu hành mà giải thoát thật sự là nó là cái chướng ngại đó.
Nó là cái chướng ngại đó. Phải để ý vậy mới được. Học thật là học thiên kinh giảng quyển, cái kỳ thật là chung quy lại là xả ngã và xả pháp. Mà pháp chưa xả được, ngã thì còn quá nặng nề, thì cái việc tu hành của mình còn lâu lắm, còn xa lắm mới gần được Phật đó nha. Để cái đó phải tập xả. Việc đó mới là việc lỗi lầm lớn, việc bình thường ai cũng vậy thôi, cũng thích được ngồi chỗ thoải mái, chỗ tốt. Và thứ nhất là bạn bè mình thích nhau nữa, mà được ngồi gần nhau thì cũng vui vui. Có cái gì tâm đắc là mình ghé đầu qua mình nói thì xào nhau. Nhưng mà cái đó thì là bình dân, bình thường trong xã hội thì nó như vậy là đúng thôi, có gì trái. Nhưng mà đạo Phật thì phải khắc phục khác hơn. Thì trên đường tu mình mới có cái bước tiến nhẹ dọn. Ông Sát Lợi Phất nói rằng là không phải gì đâu ngồi. Kể như nó cần có thưa ngài Sát Lợi Phất, người thật tâm cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống gì phải quan tâm nghĩ đến chỗ ngồi. Đấy, thật sự hồi xưa nói về chuyện tiền thân của Phật đó mà. Có tin là trong này đã rất nhiều người đã đọc rồi, chỉ cần hai câu kệ thôi. Nghe được hai câu kệ, tiền thân Phật nghe được hai câu kệ là chứ hẳn vô thường, thủy sanh diệt pháp. Mới có hai câu đó. Thì Đức Phật, tiền thân Đức Phật có nghĩ rằng một bài kệ là nó bốn câu mà mới có hai câu. Bây giờ muốn tìm hiểu hai câu nữa không biết làm cách nào. Lúc bây giờ có một cái vị là La Sát quỷ giả dạ, La Sát ghê gớm lắm. Đến nói rằng là ta còn thuộc hai câu sau. Ai muốn biết thì ta có thể nói cho được đấy. Thì tiền thân Đức Phật mới nói rằng là thôi thì yêu cầu ông nói bằng cách là tôi sẽ hầu hạ ông trọn đời. Ông nói bây giờ hầu hạ thì cái đó cũng tốt đấy. Nhưng mà bây giờ có cái là đói bụng quá, nói không có nổi. Hỏi gì chứ giờ ngày dùng cái gì để tôi kiếm cho ngày dùng. Nói ta thì thường thường là ăn thịt sống của người ta không. Thành ra nếu mà nhà ngươi mà chịu cho ta ăn á thịt thì là ta nói hai câu kể cho. Thì tiền thân của Đức Phật lúc đó nó nói vì tháp mà, nó bây giờ nếu mà ngài ăn thịt tôi rồi thì câu kể ra ai nghe, nghe để cho ai. Thôi thì bây giờ đề nghị rằng là ngài nói cho tôi cam kết với ngài, ngài nói cho tôi trước cho tôi học, tôi thuộc, tôi biết rồi là tôi sẽ đáp ứng theo yêu cầu của ngài, ngài sẽ ăn thịt tôi. Ông kia ông nói ờ cái đó cũng được, nhưng mà ta ăn thịt thì giờ già rồi, răng cỏ nó xíu xáo à, ta ăn thì phải có nó đúng cách ăn mới được nha. Là nhà ngươi phải leo lên cây cực cao mà leo buông tay xuống, đặng cho nó rớt cho nó mềm ta ăn mới được đó. Thế thì là tiền thân của Phật nó cũng chịu. Chịu thì là cái quỷ dạ xoa đó mới nói cho là sanh diệt, diệt dĩ là tịch diệt gì là. Có nghĩa là các cái pháp, các cái hành pháp trên thế gian này nè, thế gian là dạng sự dần dần gọi là hành pháp. Là cái pháp đó luôn luôn là nó ở trong cái quy luật biến chuyển sanh tụ diệt diệt, thành tụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Cho nên các hành pháp là vô thường vì nó là pháp sinh diệt. Còn hai câu sau mà phải đổi thân mạng đó, là người nào diệt đi được những cái quan niệm sinh diệt thì người đó sẽ có cái vui tịch diệt. À, diệt đi cái quan niệm sinh diệt nghĩa là nhận thức được cái chân lý là vạn vật là vô thường, đừng đau khổ trước sự sinh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Nhận thức được chân lý thì đối với cái sự vô thường, sinh lão bệnh tử, sinh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không đó không còn vấn đề đáng sợ nữa, thì người đó sẽ có cái vui tịch diệt. Đây để là hai câu như thế mà phải sinh một thân mạng. Khi học xong rồi là ghi vào trong đá, khắc tạc vào trong đá để truyền cho người sau. Còn tự mình là đạt tới cái thâm nghĩa đó rồi, chân lý đó rồi, là coi thân này nhẹ như lông hồng, đúng theo là ước mẹ, leo lên cây ngã xuống, nhẹ xuống nửa chừng thì thiên đế thích đo mà hiện thân trở lại, là thiên đế mới lấy cái thiên y mà hứng đỡ. Cái tiền thân của Đức Phật lên nói rằng là đấy là để thấy rõ rằng là ông đã cầu pháp đại thừa một cách chân thành không tiếc thân mạng. Bây giờ đây tôi là thiên đế thích chứ không phải là ma nhung là yêu quái gì cả. Đại để là những chuyện tiền thân mà có nói những cái chuyện gì vì nửa bài kệ mà có thể là không tiếc thân mạng mà
Cho nên là thân mạng còn không tiếc thì là tiếc gì cái chỗ ngồi. Cầu pháp phải quên đi cái thân ngũ uẩn. Các pháp phải, cầu pháp phải đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần và vô hiệu hóa hết cả lục thức. À, cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cái tinh thần cầu pháp phải vậy đó. Đóng bích lục căn, tức là coi như mắt tai mũi lưỡi thân ý này vô hiệu hóa đó. Cắt đứt lục trần, sát sanh nhân vị xuất pháp phải cách ly, đừng để cho sát sanh nhân vị xuất pháp tác động vào trong lục căn của ta, để mà nó tác động, nó làm cho ta sinh ra mọi thứ nguyên nhân phiền muộn khổ đau dù mình. À, rồi thì á, vô hiệu hóa cả lục thức, tất cả những sự phân biệt của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của biết, của vô hiệu hóa. Như vậy có nghĩa là nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, hành chánh pháp, sống trong chánh pháp. Mà khi mà đã sống trong chánh pháp rồi là phải quên đi tất cả thôi. Chứ mà còn cầu pháp mà nghe pháp rồi mà nhiễm pháp à, thì coi chừng bị bắt kẹt về pháp đó nha. Kinh Kim Cang Bát Nhã nó pháp thuận ân xã hà huống phi pháp. Chánh pháp còn phải bỏ huống nữa là cái gì không phải chánh pháp. Tất cả kinh điển trong tam tạng đều như ngón tay mà chỉ trăng thôi. Như ngón tay để nhìn mặt trăng chứ không phải ngón tay là mặt trăng. Cho nên là nghe chánh pháp là để học chánh pháp. Học chánh pháp rồi để hành chánh pháp. Hành chánh pháp rồi sống trong chánh pháp. Mà khi đã sống như chánh pháp rồi, sống đúng chánh pháp rồi thì sẽ không còn gì để mà bám víu cả, kể cả cái pháp mình đã học. Cho nên là phải đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần và vô hiệu hóa cả lục thức. Đến chừng đó rồi thì con người mới trở thành, mới trở về với cái gọi là căn bản trí của đại trí văn thù, cũng gọi là vô phân biệt trí, cũng gọi là căn bản trí. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Biết tất cả mà như không biết gì hết, như không biết gì hết mà biết tất cả. Đấy, cầu pháp là vậy đó. Cầu pháp không cầu những pháp tiền phược tương quan trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. À, cái này là dễ hiểu rồi. Những cái pháp nào mà nó có tương quan với cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, như là sắc, như là tài, như là danh, như là lợi, cái pháp đó không có đáng cầu, vì pháp đó là pháp ràng buộc ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thưa ngài, thế là pháp người cầu pháp không phải bị ham quả vị Phật, cái đó mới chết đi. Chết là chỗ đó, kinh điển sâu sắc vô cùng là ở chỗ đó, mà giải quyết không được là ở chỗ đó. Bởi vì nếu như đại chúng mà cầu pháp là thông thường là các vị mà đi nghe pháp để học chánh pháp, để hành chánh pháp, để mong thành Phật cái gì, điều đó đúng quá chứ còn ai mà nói khác hơn nó được. Nhưng mà đó là kinh điển tiểu thừa, là bất liễu nghĩa, là sức lược đó nha. Còn kinh điển liễu nghĩa tối thượng thừa, các vị cầu pháp mà không mà đúng như cái câu này nói, cầu pháp không phải vì là vì ham quả vị Phật. Nếu các vị cầu pháp mà ham quả vị Phật là các vị còn tâm tham rồi đó. Dù là tham bồ đề, tham niết bàn cũng vẫn là tham nha. Nếu mà các vị còn tham bồ đề, tham niết bàn, tức là các vị đã quên đi cái bồ đề niết bàn tự tánh ở trong các vị, sẽ ở đâu mà cầu. Nếu các vị cầu như vậy là các vị bỏ mất cái Phật, cái quả vị Phật của chính mình rồi. Giả lại nữa, các vị là còn một lòng tham, vì tham quả vị Phật cũng là tham, mà đã còn tham quả vị Phật như vậy là quên rằng mình là Phật, mà quên rằng mình là Phật, quên được cái Phật tánh của mình, cái tự tánh, cái Như Lai Duy Nhất Diệu Tâm của chính mình, thì các vị tìm ở đâu cho có quả vị Phật chứ. Cho nên cái này là sâu sắc tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên làm tất cả đều lẽ chúng sanh, làm tất cả những việc lành nhé, mà các vị đừng có cầu thành Phật. Mà thành Phật là khi nào mà các vị tư duy quán chiếu vạn pháp mà đạt tới cái đỉnh cao tột cùng của Bát Nhã Ba La Mật, là các vị thành Bồ Đề, tức là các vị thành Phật. Và khi mà trí tuệ của các vị mà tận cùng đến cái đỉnh cao rồi, là các vị nhận thức chân lý rồi, là các vị không xa vào những cái cám dỗ của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, thì lục căn, lục trần, lục thức của các vị nó đóng bích lục căn, cắt đứt
lục trần vô hiệu hóa lục thức, thì tâm hồn các vị hoàn toàn là thanh thản, là trong sáng, y như là trời quang mây tạnh, không có một vé mây cho. Thế thì thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà dạng lý vô dân, dạng lý thiên, chứ cầu cái gì nữa. Một trăm muôn con sông nào, dù là trăm muôn, dù là hàng triệu con sông, mà nếu mà trăm muôn hàng triệu con sông đó mà có nước trong, thì hàng trăm muôn hàng triệu con sông đó có ánh trăng rọi xuống mà thôi. Muôn dặm vạn dặm mà không có mây đen thì muôn dặm là trời xanh đó. Tâm hồn của tất cả chúng ta, của người nào mà không có phiền não, không có vô minh, thì chính cái đó là niết bàn tự tánh của các vị hiện ra rồi, chứ còn cầu mong cái gì nữa. Bồ đề tự tánh đạt tới đỉnh cao là các vị là Phật, còn cầu mong quả Phật ở đâu. Cho nên cái kinh điển mà thật là sâu thẳm tâm vi diệu là cái loại kinh điển này. Còn mà đi cầu á, chỗ này chỗ kia chỗ nọ gian trái để mà được ở bên ngoài đó, các vị nhớ nha, đại chúng nhớ nha, cái đó là không có được á. Cái đó là giai đoạn đầu, là đặt một cái niềm tin ở nơi tam bảo thì được. Cái niềm tin bắt đầu có, cái niềm tin có với Phật pháp tăng thì làm việc đó không tội lỗi gì. Nhưng mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ mà các vị ở cái chỗ cái tư tưởng đó, dừng ngang chỗ đó là các vị lỗ lã lắm đó, không tìm ra được bồ đề, không biết lúc nào mà các vị đạt tới cái bàn được đó. Học kinh điển là nó vậy đó, cho nên nó khó từng chữ nè, nó khó từng ý nè. Cầu pháp không phải vì đam mê giáo pháp chết không, mà nó là chân lý đó. Bởi vì Đức Phật nó là nhất thiết tu đa la như phiêu nguyệt chỉ, tất cả ba tàng kinh điển mà Như Lai nó ra đề nghị môn tài chỉ ta. Nếu bây giờ chúng ta cầu pháp mà đam mê giáo pháp là chúng ta xuống bè cốt để qua sông, mà xuống bè rồi mê chiếc bè, mê chiếc bè rồi là ngồi ở trên chiếc bè, rồi nó tấp bậy trong mấy cái bãi sông nào rồi bẻ như nó qua dạy, rồi trang trí trên chiếc bè chân chơi, rồi té đàn nhà cửa mình ở trên chiếc bè, chẳng có bao giờ mình lên được, qua được cái mé sông kia. Cho nên là cầu pháp mà không được, không được đam mê giáo pháp, nó là ngón tay chỉ trăng, nó ngón tay mà để nhận thức tiềm trăng, chứ không phải ngón tay là trăng. Cho nên là không có đam mê giáo pháp, vừa vào pháp mà học mà hành mà sống theo chân pháp rồi quên đi cả pháp đó. Cũng giống như vừa vào ngón tay để mà nhận thức, mà nhìn mặt trăng, khi thấy được mặt trăng rồi không cần tới cái cánh tay và cái ngón tay nữa. Nương bè cốt để qua sông, mà qua sông rồi phải đạp bỏ chiếc bè, trôi đâu trôi bỏ, không cần bè nữa thì ta mới có thể lên được bờ. Chứ gì là chiếc bè mà làm cho ta được nổi, được là đi ngang qua sông, ngang qua sông rồi đam mê chiếc bè thì ta đâu có cơ hội để lên khỏi sông, lên được bờ kia. Cho nên sâu lại cái chỗ đó là cầu pháp không phải gì cảm tình với chúng ta. Đây, chết là cái chỗ này nữa. Biết bao nhiêu người Phật tử cầu pháp mà là vì cảm tình với chúng ta, vì thầy mình, chùa mình, đi là đi chùa mình, thầy mình, và ủng hộ là ủng hộ chùa thầy mình. Các vị sẽ thất vọng, các vị sẽ đau khổ vô cùng vì cái đó. Cầu pháp là cốt để nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi sống ra chánh pháp. Thì người vị thầy nào mà nói có chân lý đem lại cái chân lý sáng tâm sáng lợi lạc cho bản thân cho mình trên đường tu tập thì học hành, chứ không phải vì cảm tình nha. Cảm tình mà không nghe được chánh pháp, không tiếp thu được ý nghĩa kinh điển, mà vì thương thầy, vì tạo sự nghiệp cho thầy để mình thành một người thí chủ, để thầy được quý trọng mình hoặc là thương mình nhiều đó, cái đó là hoàn toàn là công lao tiêu tứ, không được cái gì hết. Sẽ đau khổ sau đó 5 năm, 3 năm, 10 năm gì đó, sẽ đau khổ nhiều lắm, trở thành thù hận nữa. Điều đó là có thật bây giờ đây nè, vừa có, đã có, đang có và sẽ có dân dân dài dài dài. Cho nên đừng vì cảm tình. Cái điều mà tôi nói cho các đại chúng đầu đó là tôi đã từng làm tu kỳ đó mà. Bất cứ lần là Phật tử nào cúng cái gì là tôi nói nhìn vào Phật tôi bảo nha, mà cúng nha. Các chùa cũng nhìn vào Phật pháp tăng mà cúng nha, chứ không phải đừng nhìn tôi nha.
Do đó cho nên là các chùa rồi đàng hoàng đẹp đẽ rồi, tôi hô nó bây giờ nhân duyên của tôi cần làm Phật tử tới đây thôi, tôi cần đi chỗ khác. Hẹn tôi gần 7 ngày là đi, mà không có một lý do gì để làm cho tôi nuôi. Là vì tôi xây dựng cái người đệ tử Phật cầu là cúng dường tam bảo, không phải vì cảm tình đến chúng sanh. Cũng như là các vị nghe kinh điển, không phải vì tôi không bắt buộc các vị cảm tình đâu, mà tôi muốn các vị nhận thức chân lý mà đến, chứ không phải vì cảm tình mà đến. Cho nên có những cái tin tức mà tôi nghe sai lầm, tôi đáng thương xót. Có người nói nhau nói sao lúc này không thấy chị A, chị B thì không có đi nghe kinh thời gian lâu lắm. Rồi thì cái chị A, chị B nói rằng lúc này hồi trước là tôi đi nghe kinh là vì thấy thầy giảng có 20-30 người à. Bây giờ thầy giảng đông quá rồi, cỡ 500-600 người thì đông quá rồi, tôi khỏi đi nghe nữa. Trời ơi, tôi nghe cái gì là cái tim của tôi nó muốn đứt rồi, nó dâng ra bên ngoài. Nó đau thương làm sao đâu á. Các vị nghe kinh mà vì thương tôi mà đi để cho nó có thính giả thì chết tôi rồi, tội nghiệp quá. Tôi giảng kinh là vì các vị, chứ đâu phải là tôi giảng vì tôi. Mà nói giờ thầy giờ đông quá là thôi tôi đi rồi. Hồi đó tôi đi là lúc còn không có ai tôi đi. Cho nên là cái đặt cái lòng thương đó là cái lòng thương mà đối với tôi là một sự buồn day dứt. Vì biết rằng người đệ tử mình có lòng thương kính quý mình, nhưng mà kính quý không trúng đạo Phật, đa số vô cùng. Tại sao đây thầy có thể bây giờ nhiều người nghe rồi là không đi nữa? Trước kia đi nghe thường là vì thầy không có ai nghe. Thế thì nghe cho nghe để mà nghĩa là nói cách khác là cho tôi mượn xác, cho tôi mượn xác để làm đối tượng nghe, chứ không phải là đi nghe Pháp. Cũng giống như là tôi đi giữ những cái đám hợp hành này kia nọ, mà nếu mà tôi không đồng ý tôi nói thôi bữa nay đi cho mượn xác, nghĩa là ngồi đó chứ còn không có những cái mà để đáng nghe, mà thôi đi cho mượn xác, ví dụ vậy. Đâu phải vậy, đạo Phật không phải vậy nhé. Tôi nói tất cả những cái tôi nói là tôi muốn cho các vị tiếp thu giáo lý Phật, chứ còn không phải là tôi yêu cầu các vị mà cảm tình mà thương cảm tình riêng biệt. Điều đó hoàn toàn tôi không muốn. Không vì thấy khổ mà cầu pháp, không vì đoạn tập mà cầu pháp, không vì chứng đắc niết bàn mà cầu pháp, không vì nguyên nhân chứng đắc niết bàn mà cầu pháp. Cho cha, cái đoạn này mà nếu mà đem triển khai ra là phải một buổi mấy câu đó đó. Cái câu đó tức là nói về pháp tứ đế, là phần nhiều là cái giáo lý tiểu thừa đó nè. Thì dạy cho mọi người rằng là phải nhận thức cái khổ của cuộc đời. Mà khổ của cuộc đời thì gồm có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, gọi là tam khổ, ba khổ lớn. Rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu mở đất khổ, ngũ ấm chí thành khổ. Là tám cái khổ mà nó phát xuất từ ba cái khổ lớn nó đẻ ra.